tên lửa chống hạm KH-35E, tên tiếng Nga, X-35, định danh NATO. S-20 là một loại tên lửa chống hạm tốc độ cận âm được sử dụng phổ biến nhất trên tàu chiến hải quân ta hiện nay. Ngoài ra nó cũng có thể được phóng đi từ nhiều nền tảng khác nhau như tiêm kích, trực thăng, bệ phóng mặt đất. Được thiết kế bởi phòng thiết kế Zvezda vào năm 1983 nhằm thay thế cho các tên lửa P-15 Termit lỗi thời, tốc độ chậm và tầm bắn hạn chế. Về thông số kỹ thuật cơ bản, KH-35E dài 4.4m, sải cánh 0.93m, đường kính 0.42m, trọng lượng 630kg. Có thể thấy tên lửa có kích thước khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển, lắp đặt. Ví dụ như trên tàu tên lửa 12.418 Monia có thể mang tới cơ số đạn 16 quả KH-35E dù chỉ có lượng giãn nước hơn 500 tấn. Tên lửa KH-35E mang đầu tự dẫn radar chủ động AGS-35E, được thiết kế để có thể dẫn đạn bay trúng mục tiêu được phân công ở pha cuối hành trình. Đầu tự dẫn thực hiện những năng như phát hiện và lựa chọn đúng mục tiêu mặt nước cần công kích theo thông số được nạp từ đầu, xác định và cung cấp tham số mục tiêu và tốc độ tiếp cận mục tiêu cho máy tính trên tàu phóng. Có thể quét mục tiêu từ khoảng cách tối đa 20 km, khối lượng 40 kg, làm việc tại băng sóng X và môi trường từ -50 đến +50 độ C, biển động tối đa cấp 6. Tiếp đến là khối đạn xuyên phá của tên lửa, được kích nổ bằng ngòi đáy theo cơ chế chạm nổ giữ chậm sau khi khối đầu đạn phá lớp giáp ngoài chui vào khoang tàu đối phương. Khối lượng đầu đạn nặng 145 kg, có thể tiêu diệt các tàu mặt nước có lượng giãn nước từ 5.000 tấn trở xuống chỉ với một phát bắn trúng đích. Tên lửa chống hạm KH-35E công kích mục tiêu theo nguyên lý bắn và quên, với hệ thống dẫn đường kết hợp của tên lửa hoạt động hoàn toàn tự lập sau khi rời ống phóng. Nguyên lý dẫn bắn này giúp cho các phương tiện mang phóng trinh sát và đảm bảo chiến đấu cho tên lửa có thể cơ động chuyển vị trí ngay sau khi phóng để tránh bị đối phương đáp trả.